Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1014-1015 Kiệt kiệt kiệt, thật kỳ quái sao? Bất quá là một bộ nhục thân mà thôi, quá phiền toái, ta lão cốt liền hiển lộ ra chân thân tới. Khô lâu đà chủ cười to, sau một khắc, trên người nó khí huyết nội liễm, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, lộ ra một bộ ngân bạch nhưng lại hiện ra kim quang khô lâu khung xương, ông, khô lâu kia khung xương xuất hiện trong nháy mắt, một cổ kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông khí tức, trong nháy mắt tản mát đi ra, trong chốc lát, tất cả dị ma tộc cường giả trong lòng trầm xuống, phản phất có một ngọn núi lớn đặt ở trên người bọn họ, liền hô hấp đều trở nên vạn phần khó khăn, làm sao có thể. Cổ uy áp này là ma chủ, ma chủ đại nhân uy áp, trên sân tất cả dị ma tộc người đều sợ hãi. Hải nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem khô lâu đà chủ, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài là sợ hãi vô ngần, ma chủ, dị ma tộc nhân vật thủ lĩnh, cũng là dị ma đại lục cái thế đầu lĩnh, có thể nói, trong thiên hạ, tất cả dị ma tộc người đều phải nghe theo ma chủ mệnh lệnh, mà bây giờ khô lâu đà chủ trên thân tản mát ra ma chủ khí tức, để bọn chúng mỗi người đều biến sắc. Trên người người này tại sao có thể có ma chủ khí tức, chẳng lẽ nó là ma chủ người thừa kế sao, loại suy đoán này vừa ra, tất cả dị ma tộc người hô hấp đều ngừng trệ đây là cái bí mật lớn động trời ngửi bọn chúng dám đối với ma chủ truyền nhân động thủ đó là thiên đại bất kính liền cùng tần trần chiến thành một đoàn ông tổ nhà họ cơ cũng sắc mặt thay đổi bị cổ khí tức này hấp dẫn trong nháy mắt ngắm tới trong đầu hắn có một thanh âm hoảng sợ đang thét gào ma chủ không đúng nhưng rất nhanh nó phát hiện vấn đề lập tức cơ không cách nào khí tức trên thân trở nên âm u lạnh lẽo đứng lên từng đạo ma khí tràn ngập trong nháy mắt, một cái băng lãnh khí tức từ trong cơ thể hắn khôi phục, giận dữ hết, người này không phải ma chủ. Chỉ là hấp thu ma chủ một phần lực lượng, có ma chủ một chút khí tức, giết nó, cho ta giết nó. Nghe thế âm u lạnh lẽo thanh âm hiệu lệnh, đại trưởng lão cùng hai vị dị ma tộc cường giả cắn răng một cái, lập tức lại lần nữa ra tay, chỉ nghe kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng, ba người dưới sự liên thủ, khô lâu đà chủ liên tiếp lui lại, nhưng lại từ đầu đến cuối cười to liên tục. Kiệt kiệt kiệt, chỉ bằng ba người các ngươi phế vật, cũng dám đấu với ta. Khô lâu đà chủ mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng không có một điểm vẻ sợ hãi, bởi vì, đại trưởng lão ba người liên thủ xác thực rất mạnh, nó không phải là đối thủ, có thế nó nắm giữ ma chủ thi hài sức mạnh, đép viễn siêu đối phương, nó banh trúng ba người, ba người đều phải thụ thương, sức chiến đấu đại giảm. Có thế nó khác biệt, ba người bất kể thế nào ra tay, liền phòng ngự của nó đều không phá được, một mực chiến đấu tiếp, kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là đại trưởng lão ba người vẫn lạc, mà hắn, nhiều lắm là tiêu hao một chút khí huyết thôi, đến nỗi tiêu hao khí huyết, đến lúc đó chỉ cần đem trước mặt những người này chém giết, triệt để thôn phệ. Không những sẽ không thiệt hại, ngược lại tu vi còn có thể tăng vọt, đây chính là một cái mua bán không vốn, chỉ kiếm lời không lỗ, tiếp tục như vậy không được. Đại trưởng lão ba người cái trán toát ra mồ hôi, biết sự tình phiền toái, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang chiến trường một bên khác, hy vọng bên kia có thể mang đến một chút kinh hỉ, có thể kết quả lại làm bọn hắn thất vọng. Chiến trường một chỗ khác, cừu gia một cái phía sau Kỳ Vũ Đế lão già mang theo một đám cừu gia cường giả cùng phổ thông dị ma tộc võ đế, điên cuồng vây công cơ Như Trăng cùng cơ Hồng Trần, có thể khiến bọn hắn kinh sợ chính là, cơ Như Trăng một cái vừa mới đột phá bên trong Kỳ Vũ Đế thiên kiêu thực lực cũng không phải là như bọn hắn đoán như vậy thấp, tay nàng cầm phong tuyệt kiếm. Thôi động thiên kiếm huyết mạch, chiến lực trùng thiên, một người độc chiến một cái phía sau kỳ vũ đế lão già, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà đổi thành một bên, tu vi đạt đến trung kỳ tột cùng cơ hồng trần cũng mạnh đáng sợ, mặc dù không bằng cơ như trăng như vậy nghịch thiên, nhưng cũng là một đường quét ngang, phía sau kỳ vũ đế cự phách cấp bậc trở xuống võ đế. Căn bản cho nàng mang không được mảy may phiền phức, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tổ địa, cựu gia cường giả nhiều lắm, liên hợp dị ma tộc cường giả, hết thảy có trên trăm người, nhưng chính là cái này trên trăm người, đối mặt Tần Trần chờ lục đại cường giả, vậy mà hoàn toàn không có cách nào, kết quả này, không thể không khiến cựu gia người đánh ra ngoài ý muốn. Kinh sợ vạn phần, mà trên chiến trường, Tần Trần nhưng là thở dài một hơi, hắn vốn đang lo lắng ma tạp lạp bọn chúng sẽ gánh không được. Dù sao ở đây cừu gia cường giả nhiều lắm, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn tảng đá để xuống, ma tạp lạp bọn chúng trưởng thành viễn siêu dự liệu của hắn, đủ để gánh vác cái này còn lại tất cả cường giả vây công, bây giờ. Tần Trần đem một trái tim, triệt để đặt ở ông tổ nhà họ cơ trên thân, phiên thiên ấn, trấn ma đỉnh, thanh liên yêu hỏa, rất nhiều công kích liên tục thi triển, thậm chí, liền vệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cũng phóng thích ra ngoài, đủ loại thủ đoạn tề xuất cùng ông tổ nhà họ cơ điên cùng chém giết cùng một chỗ, ầm ầm, bầu trời rung động, toàn bộ tổ địa đều ở đây oanh minh. Cảnh tượng này thật là đáng sợ, giống như tận thế đồng dạng, phốc, tần trần thôi động thiên lôi kiếm và thần bí kiếm rỉ, mang bọc lấy lôi đình huyết mạch bực này ẩn chứa lôi kiếp uy lực công kích, liên tiếp ra tay phía dưới, cơ không cách nào trên thân lập tức liền thêm vào mấy vết thương, máu tươi bắn tung tóe, tiểu tử từ đâu tới, làm sao có thể mạnh như vậy cơ không cách nào kinh sợ, vốn cho là hắn đối chiến Tần Trần, hoàn toàn không cần nhắc tới, cũng không từng muốn đến, Tần Trần thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn, so với hắn tới, cũng chỉ hơi yếu một chút điểm, theo đạo lý nói, hơi yếu một chút điểm lấy thủ đoạn của hắn, đã sớm hẳn là cầm xuống Tần Trần, có ai nghĩ được, Tần Trần phòng ngự thật là đáng sợ. Công kích của hắn rơi vào Tần Trần trên thân, vậy mà không thể cho hắn mang đến bao nhiêu tổn thương, đây chính là liền phía sau kỳ vũ đế đều có thể trọng thương công kích, nhưng tại tầng trần trước mặt, lại không có chút nào công dụng, chỉ có thể nhường trên người hắn thêm vào một ít vết thương, căn bản nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, càng làm cơ không cách nào buồn bực là. Tầng trần thủ đoạn nhiều lắm, đủ loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, mỗi cái đều mạnh đáng sợ, so với hắn cái này sống hơn 300 năm ông tổ nhà họ cơ đều nhiều hơn, nhưng hắn làm sao không kinh sợ, không được, tiếp tục như vậy không được. Hai người chém giết hàng trăm hàng ngàn chiêu, cơ không cách nào thở hồng hộc, phóng tầm mắt nhìn tới, hủ dị ma quân bên kia toàn thân chật vật. Tại ma tạp lạp công kích đến rõ ràng không kiên trì được bao lâu, mà đại trưởng lão bên kia, tam đại cự phách liên thủ, cũng chậm trễ bắt không được khô lâu kia người, đến nổi một người khác, mặc dù yếu một chút, nhưng cũng đối mặt cừu gia vô số cường giả không hề sợ hãi, người này huyết mạch hết sức cổ quái, căn bản vốn không sợ cường giả vây công, thật buồn bực chính là. Người này mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng đối với chiến cuộc cũng không trọng yếu, cho dù là giết hắn, đối với toàn bộ chiến cuộc cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, đến nỗi cơ như trăng bên kia, cũng giống như thế, tiếp tục tiếp tục như thế, hắn cừu gia cơ nghiệp sẽ hoàn toàn hủy đi, Diêm ma, ngươi còn không mau nghĩ biện pháp Cơ không cách nào hướng về phía trong đầu cái kia dị ma tộc cường giả lo lắng nói. Bây giờ biện pháp duy nhất là đem thân thể của ngươi giao cho ta, để cho ta cùng thực lực của ngươi dung hợp lại cùng nhau, trước tiên giết chết tiểu tử kia, bằng không ta cũng ngăn không được. Cái kia dị ma tộc cơ vô pháp trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn làm sao biết vậy mà lại tới mức độ này? Tần trần thực lực cũng không tính quá mức nghịch thiên, mấy trăm năm qua hắn trải qua sóng gió không biết bao nhiêu theo lý mà nói một cái tầng trần căn bản cũng không tính cái gì, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thừa biện pháp đánh giết tầng trần, nhưng bây giờ, hắn biết mình đợi không được nhiều như vậy. Một khi có thế mặt khác hai bên chiến trường phân ra thắng bại, mấy cái nghe theo tiểu tử kia kinh khủng dị ma tộc người đằng mở tay tới, vậy hắn liền xong rồi, đến lúc đó toàn bộ cừu gia đều sẽ hủy ở trong tay của hắn, hiện tại hắn trong nội tâm có chỉ là hối hận hận trước đây xuất thủ thời điểm không có quá đem tần trần để vào mắt, nếu như trước đây hắn có thể dốc hết toàn lực ra tay. Không ngấp nghé tần trần trên thân cái gọi là bí mật lời nói, cũng không cần luân lạc tới hôm nay tình trạng này, nghĩ đến đã biết sao nhiều năm cố gắng, khổ tu, cư nhiên bị một cái vừa đột phá võ đế không bao lâu võ giả áp chế lại, cơ vô pháp trong lòng từng trận phiền muộn, quanh. Phía trước, tần trần động, vô biên thanh liên yêu hỏa tràn ngập hỏa tới, cái này hỏa vô cùng đáng sợ. Tại hắn biển máu bên trong vẫn như củ cháy hừng hực, từng đạo huyết khí bốc hơi, làm hắn cơ thể đều như muốn bốc cháy lên, mà ở cái kia đáng sợ hỏa diễm sau đó, là một tòa đen nhánh đại đỉnh, xoay tròn lấy trấn áp xuống, hư không rạo rực ra vô số gợn sóng, phản phất muốn bị xé nứt mở đồng dạng, nơi xa, kinh sợ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ vô pháp biết cũng không làm quyết định. Hết thảy liền cũng không kịp, Hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng là chỉ có thể phóng khai tâm thần, nhưng cái kia dị ma tộc đáng sợ cường giả khống chế linh hồn của hắn cùng cơ thể, đối phương mặc dù gửi ở trong thân thể của hắn, nhưng lại cũng không hoàn toàn chiếm giữ nhục thể của hắn, tại cừu gia truyền thừa trọng bảo cách trở phía dưới, trước đó mặc dù cũng có thể đơn giản điều khiển thân thể của hắn. Nhưng cũng là có hạn độ, mà bây giờ một khi thả ra, vậy hắn chủ động tính chất liền triệt để không còn, nhưng chuyện cho tới bây giờ trừ cái này sao làm, cơ vô pháp cũng không có những biện pháp khác, quanh. Chưa từng có từ trước đến nay trấn ma đỉnh trấn áp xuống, đánh vào huyết hải phía trên, tiếng bạo liệt vang lên, huyết hải lập tức dâng lên sóng biển ngập trời. Mà cùng lúc đó, cơ vô pháp khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, một chút xíu giống như lệ quỷ vậy âm trầm hàng khí, từ trên người hắn trong nháy mắt lan tràn ra, ông, huyết hải châu uy lực lớn thịnh, trong nháy mắt bột phát ra mạnh hơn huyết khí, hơn nữa về một cái, lại tiến nhập cơ vô pháp trong thân thể, cơ vô pháp toàn thân huyết hồng, trong nháy mắt lại trở thành một cái huyết nhân đồng dạng. Sau một khắc, vô số kiếm khí đã rơi xuống, líp nha líp nhíp bắn trụng tại cơ vô pháp trên thân, kiếm khí màu đen kèm theo lôi điện chi uy thẳng tiến không lùi, mang theo bao phủ toàn bộ hư không đáng sợ uy thế rơi xuống. Trong hư không tạo nên từng trận gợn sóng gợn sóng trong nháy mắt đem chung quanh hư không toàn bộ bao phủ ở cái này vô số kiếm khí ở trong, phốc. Trầm muộn vải vóc tiếng vang lên. Cơ vô pháp trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết kiếm, nhưng vết kiếm chỉ có gần tất sâu, hơn nữa một điểm tiên huyết cũng không có chảy ra, giống như là bổ trúng một kiện bại cách, hơn nữa, còn dư lại kiếm khí chi uy, giống như là đã mất đi mục tiêu đồng dạng, nhao nhao tràn nhập hư khoảng không, hóa thành hư vô, tầng trần khóe mắt giật một cái, Lúc trước một chiêu kia là hắn ra tay toàn lực. Quy lực của nó như thế nào hắn biết rõ, tuyệt không có khả năng còn chưa đem người chém giết liền tràn nhập hư khoảng không, bất luận cái gì bị bao vây, tất nhiên sẽ bị vô tận không gian xoáy khí chặn giết, mà cơ vô pháp trên thân chỉ là xuất hiện mấy đạo thông thường nhỏ bé vết kiếm, đép so trước đó mạnh ít nhất gấp đôi, đây tuyệt đối không bình thường, Diêm Ma. Người lão già này, cơ vô pháp vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên lần nữa. Tần Trần sợ hết hồn, sau một khắc hắn đã nhìn thấy một cái hư ảo đến rồi cực hạn cái bóng tràn ra, cái bóng này thình lình lại là cơ vô pháp linh hồn, chỉ là linh hồn cũng không hoàn chỉnh, giống như là nhận lấy cái gì trọng thương đồng dạng, cái kia toàn thân quanh quẩn huyết khí tức màu đen cơ vô pháp lại như không có chuyện gì xảy ra đem cái kia cái bóng hư ảo bắt lấy. Nhét vào trong miệng, chính mình ăn linh hồn của mình, Tần Trần chỉ là sửng sốt một lát, liền hiểu thông suốt tới, cơ vô pháp bị người đoạt xác cái này thông phệ hắn bóng người người hẳn là phía trước cơ vô pháp trên người cái kia dị ma tộc người bây giờ trực tiếp đem cơ vô pháp cơ thể chiếm đoạt thậm chí đem hắn linh hồn cũng cho thông phệ có thế cái kia dị ma tộc người trước đó không phải liền là gửi ở cơ vô pháp trong thân thể sao vì cái gì đến bây giờ mới bắt đầu đoạt xá cơ vô pháp a diêm ma người lão thất phu này không nghĩ tới vậy mà thừa cơ đoạt xá lão phu cơ thể người chết không yên lành Cơ vô pháp kinh sợ thanh âm vang lên, sau một khắc, thanh âm của hắn triệt để chìm đắm xuống, mà cơ vô pháp trên thân thể khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt, một cổ uy áp kinh khủng tràn ngập ra, nó khi trước thương thế trong nháy mắt liền khôi phục, rất nhanh liền khôi phục được cùng nguyên lai like giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất là, khí tức của nó đã trở nên cùng ngay từ đầu cơ vô pháp hoàn toàn khác biệt, trở nên âm u lạnh lẽo rét thấu xương, đồng thời, một cổ lệnh tần trần ẩn ẩn sợ hãi khí tức lan tràn ra, mang theo đậm đà khí tức nguy hiểm, nhưng tần trần cảm nhận được tí ti kinh dị, các hạ, cơ vô pháp đã chết, giữa các ngươi ân oán xóa bỏ, bây giờ chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Đừng ai người ấy đi. Một cái thanh âm khàn khàn từ cơ vô pháp trong miệng truyền ra, tần trần biết, cơ vô pháp linh hồn thật sự chính là bị thôn vệ, xóa bỏ, tần trần trong lòng cười lạnh, tin tưởng cái này thôn vệ cơ vô pháp dị ma tộc người nguyện ý cùng hắn xóa bỏ, vậy hắn tần trần còn không bằng tin tưởng cơ vô pháp là người tốt, người này có thể gửi ở cơ vô pháp trong thân thể thời gian dài như vậy. Hao phí lâu như vậy, thậm chí lợi dụng chính mình, nắm lấy cơ hội đem cùng không cách nào đoạt xá, liền biết tâm cơ của người này cùng thủ đoạn chi âm u lạnh lẽo so cơ vô pháp còn muốn đáng sợ, tần trần căn bản liền chẳng hề nói một câu, trấn ba đỉnh sử dụng đồng thời, đã lại là một kiếm bổ ra, cái này dị ma tộc người cho hắn cảm giác nguy cơ so cơ vô pháp còn cường đại hơn. Lúc này không giết hắn, một khi chờ hắn triệt để chiếm cứ cơ vô pháp cơ thể, lại nghĩ giết hắn sẽ trễ, cái này gọi là diêm xe ôm dị ma tộc người gặp tần trần lại còn đối với hắn công kích, cười lạnh một tiếng, cũng cùng một thời gian ra nói, hắn giơ tay một quyền đánh về phía trấn ma đỉnh, đồng thời phất tay, một đạo màu đen huyết khí ngưng kết, hóa thành một thanh sắc bén trường mâu lúc trước nói tới nước giếng không phạm nước sông bất quá là đang kéo dài thời gian mà thôi trường mâu vung ra dường như đang bên trong hư không mang theo từng cái huyết sắc trường hà mùi máu tươi nồng nặc cơ hồ khiến người buồn nôn nếu như cơ vô pháp lúc này còn sống hắn chắc chắn có thể trông thấy hôm nay diêm ma giống như một tôn ma vương đồng dạng cầm trong tay huyết hà trường mâu cuốn lên trong hư không huyết sắc sát khí đây mới là huyết hải châu chân chính tác dụng đơn giản hóa thành huyết hải bất quá là huyết hải châu trụ cột nhất một cái công năng mà thôi, làm huyết hải châu tất cả lực lượng ngưng kết cùng một chỗ hóa thành binh khí thời điểm, phóng thích ra uy lực càng là viễn siêu phía trước hóa thành huyết hải không chỉ gấp mấy lần, bên trong hư không tiếng oanh minh không dứt. Mang theo từng đạo màu đỏ huyết hà lao thẳng về phía tầng trần trong tay màu đen kiếm rỉ. Những thứ này huyết sắc trường hà đảo mắt liền kết nối lại với nhau, giống như thương khung cuốn ngược đầu bành, một tiếng nặng nề hết sức trầm đục vang lên, cái kia giống như cuốn ngược bầu trời huyết hà lập tức đem tầng trần thôn vệ đi vào tầng trần trong thân thể huyết khí lập tức bị dẫn động muốn từ trong thân thể của hắn xông ra dung nhập vào cái kia vô tận huyết khí bên trong tầng trần lập tức kinh hãi huyết hà này thật là đáng sợ phải biết hắn luyện thể tu vi đã đạt đến bất diệt thánh thể để bác trọng có thể chống cự lúc trước cơ không cách nào công kích có thế vậy mà lại không cách nào chống cự huyết hà này dẫn động mắt trần có thể thấy tần trần trong thân thể huyết khí bị trong nháy mắt dẫn động, muốn cùng cái kia vô tận huyết khí dung hợp lại cùng nhau, mà trong cơ thể hắn huyết khí một khi bị rút sạch, vậy hắn sinh mệnh khí tức sẽ trong nháy mắt tiêu thất. Hóa thành một cổ thây khô, không tốt. Tần trần hải nhiên vô cùng, kiệt lực thôi động cửu tinh thần đế quyết, muốn ngăn cản huyết khí lãng phí, đồng thời điên cuồng một kiếm bổ ra ngoài, muốn vỡ ra cái này huyết khí, nhưng những này huyết khí bị hắn tần tần phá vỡ, rất nhanh nhưng lại tụ tập lại với nhau, căn bản là không có cách triệt để phá vỡ, tiểu tử. Đây là dị ma tộc khát máu đại pháp, hơn nữa còn là cao cấp nhất khát máu đại pháp, kết hợp huyết hải châu, ngươi bây giờ còn ngăn không được. Đúng lúc này, lão nguyên thanh âm từ càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong truyền ra, mang theo vẻ ngưng trọng, ta tới giúp ngươi. Thoại âm rơi xuống, một cổ đáng sợ nguyên thú khí hơi thở lập tức từ càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong truyền ra, trong nháy mắt gia trì ở tầng trần trên thân, lần này, lão nguyên thậm chí không có che giấu khí tức của mình, đáng sợ nguyên thú khí hơi thở trong nháy mắt phóng lên trời, quanh một tiếng, cùng huyết sắc kia khí hải đụng vào nhau, đem hắn vỡ ra một đường vết trách, huyết hà này bị nguyên thú tinh khí vỡ ra đến từ phía sau, lại lại không loại kia bao phủ hư không bầu trời khí thế. Nguyên thú tinh khí Chẳng lẽ là huyết tinh chi lực? Không đúng, đây là nguyên thú khí hơi thở, thân thể ngươi bên trong chẳng lẽ ở một đầu nguyên thú. Diêm ma kinh hải hét lớn một tiếng, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt trầm xuống, cả giận nói, chẳng lẽ là cái kia cổ lo lắng trong lòng da một đầu kia nguyên thú. Ánh mắt của hắn lóe lên, vậy mà suy đoán được lão nguyên lai lịch. Tần trần tiểu tử, giết hắn. Lão nguyên lạnh giọng nói, một cổ lực lượng đáng sợ quán thâu vào tần trần thể nội, ầm ầm, đồng thời, trên bầu trời thiên đạo khí tức lại lần nữa xuất hiện, lại muốn hạ xuống thần phạt, phải trừng phạt tần trần, bởi vì, thiên đạo cảm giác được lão nguyên khí tức, mà lão nguyên xem như dị ma đại lục khai thiên tịch địa tạo ra nguyên thú. Một khi triệt để khôi phục tu vi, thậm chí có thể phá hỏng toàn bộ thiên vũ đại lục cân bằng, đây là một loại thiên đạo phản ứng tự nhiên, muốn hủy diệt cái này một loại tồn tại, lão nguyên không thể không thu liễm khí tức, nhưng thi triển ra sức mạnh, cũng đã đạt đến nó cực hạn, thậm chí, toàn thân nó nguyên thú tinh khí đang thiêu đốt, cho dù là liều mạng hao phí đại lượng tinh khí. Cũng nhất định muốn chém giết Diêm Ma quyết tâm, chết. Tần Trần Minh Bạch Lão Nguyên quyết tâm, cũng cảm giác được Diêm Ma uy hiếp, phá vỡ huyết hà sau đó, khí thế mạnh hơn, màu đen kiếm rỉ điên cuồng cuốn lên trong hư không sát thế, thậm chí muốn đứt mở hư không đồng dạng trực tiếp bạch về phía Diêm Ma mi tâm, bành lại là một tiếng vang trầm. Diêm Ma nắm đấm cùng Tần Trần Trấn Ma đỉnh đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, Diêm Ma nắm đấm liền oanh một tiếng xuất hiện vết trạng, mà Trấn Ma đỉnh cũng bị oanh ném đi ra ngoài, kịch liệt chấn động. Hừ, Trấn Ma đỉnh, đáng giận. Trước kia chính là chỗ này chờ dị bảo, hại chết ta dị ma tộc rất nhiều đệ tử. Diêm Ma âm u lạnh lẽo lên tiếng, toàn thân hàng ý càng là đạt đến cực hạn, huyết sắc trường mâu mang theo vô tận huyết hà bị Tần Trần bổ ra phía sau. Tần trần thần bí kiếm rỉ mang theo điên cuồng sát thế còn đang không ngừng cuốn vào, nguyên thú khí hơi thở tăng vọt, Diêm Ma liền biết, chính mình cũng không còn cách nào cùng tần trần ngạnh kháng xuống, không phải hắn đánh không lại dịp mặt, mà là bởi vì nó căn bản cũng không có dung hợp nhục thân của mình, khôi phục toàn bộ thực lực, lại, tần trần trong thân thể vậy mà ký sinh lấy một đầu viễn cổ nguyên thú. Cái này khiến nó kinh hãi, cũng cuồng hỉ, bởi vì nó biết rõ nguyên thú chính là dị ma tộc thiên địa tạo ra ở trên thiên võ đại lục căn bản là không có cách xuất hiện chỉ có thể phát huy một phần lực lượng mà hắn chỉ cần khôi phục thực lực nhất định đem tầng trần bắt như vậy trong thân thể của hắn đầu kia nguyên thú sau này đem liên tục không ngừng vì nó đề thăng sức mạnh bất quá bây giờ còn chưa phải lúc nó quay đầu mắt sáng lên ánh mắt đã rơi vào khô lâu đà chủ trên thân ma chủ khí tức nhưng cũng không phải ma chủ chỉ là sáp nhập vào một tia ma chủ sức mạnh nếu như ta không có đoán sai người này xương cốt bên trong sắp nhập vào năm đó ở thiên ma bí cảnh ma chủ vẫn lạc sau thi hài sức mạnh xem ra người này hẳn là năm đó thiên ma trên chiến trường cái nào đó ma quân đây cũng là một cơ hội nó trong đôi mắt có hàng mang lấp lóe trong tay trường mâu cuốn ngược phía dưới huyết hà điên cùng tuôn ra hướng về tầng trần thần bí kiếm trĩ thần bí kiếm trĩ thế đi không chút nào không thấy chậm lại bên trong hư không không gian quy tắc bị thần bí kiếm trĩ dẫn dắt tới nếu như nói Diêm Ma mang theo huyết sắc trường hà giống như thương khung cuốn ngược. Cái kia tầng trần thần bí kiếm trĩ liền giống như vô tận miệng lớn, há miệng liền nuốt vào máu đỏ cuốn ngược trường hà, thần bí kiếm trĩ bẻ gãy nghiền nát một dạng chém vào huyết hà sau đó, máu kia sông trong nháy mắt hòa tan tiêu tan không còn một mống. Chỉ là huyết hà tiêu tan sau đó, cái kia Diêm Ma lại biến mất không thấy, tầng trần linh hồn lực lập tức liền mở rộng ra ngoài. Trong nháy mắt, Tần trần liền phát tróc đến rồi trong hư không một tia ma khí ba động, lại xuất hiện ở khô lâu đà chủ phụ cận, không tốt, gia hỏa này muốn đoạt lấy vĩnh dạ trên người ma cốt. Lão nguyên lập tức liền la hoảng lên, cái này diêm ma thực lực vốn là cực mạnh, một khi lại tranh đoạt vĩnh dạ trên thân nắm giữ ma chủ lực ma cốt, vậy thì nguy hiểm, đến lúc đó liền nó cũng chế không được đối phương. Khô lâu đà chủ đang cùng cái kia đại trưởng lão địch nhân chém giết đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, đồng thời một luồng khí tức đáng sợ buông xuống, phải chiếm đoạt trên người nó sức mạnh, kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, đem ngươi trên thân ma chủ thi hài sức mạnh đều cho ta đi, đây không phải ngươi một cái nho nhỏ trung vị ma quân hẳn là có. Diêm ma cười gằn nói, đáng sợ kia thôn vệ chi lực liền khô lâu đà chủ cũng ngăn cản không nổi, trong cơ thể ma chủ khí tức muốn bị một chút rút đi, loại này khát máu sức mạnh, ngươi là Diêm ma ma soái. Khô lâu Đà chủ lập tức liền la thất thanh trước kia ma chủ dưới trướng nắm giữ tứ đại ma soái mà di ma ma soái chính là một trong số đó luận thân phận so trước đó tại cổ lo lắng dưới bên trong bị giết Quyn còn mạnh hơn chính là dị ma tộc bên trong chân chính thủ lĩnh một trong nhưng là Quyn chỉ là một tham mưu nhưng tứ đại ma soái mỗi cái dưới trướng đều là thống trị không thiếu cường giả kiệt 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 tiểu tử nghĩ không ra ngươi còn có chút tầm mắt có thể nhận ra bản ma soái vậy ngươi hãy ngoan ngoãn hóa thành bản ma soái trong thân thể một bộ phận a kiệt 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 đây chính là vinh hạnh của ngươi diêm ma khí tức trên người càng lớn cái kia vô tận ma chủ khí tức chỉ lát nữa là phải tiến vào trong thân thể của nó đột nhiên hư không lóe lên ta nói một cái nho nhỏ ma soái mà thôi cũng xứng tại bản hoàng trước mặt trang bức phốc một đạo móng vuốt trong hư không xuất hiện trong nháy mắt vỗ trúng diêm ma đỉnh đầu a à, diêm ma cơ thể chấn động nguyên bản thôn phệ ma chủ hơi thở quá trình trong nháy mắt bị đánh gãy nó che đầu gầm thét cảm thấy đầu váng mắt hoa não hải đều phải nổ tung người nào là ai quấy rầy bản ma đẹp trai thôn phệ diêm ma gầm thét video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký